Hộ thể thanh tẩy, đây là cái tên ám ảnh nhất phiên bản hiện tại, một nâng cấp anh hùng hai vàng rẻ tiền, một ông thầy tu bất tử khi có được tình yêu. Có lẽ chính chúng là thứ cần thanh tẩy luôn vào ngay. Bãi rác này đã bốc mùi khó chịu lên khắp đấu trường vô lý. Tuy nhiên, có thể mọi người đã quên, đã từng có điều gì đó khủng khiếp hơn thế khi xưa. Một thứ còn đáng sợ hơn tất cả phần còn lại, một vị hoàng thượng không ai. Con sen đi ra đâu? Dọn khởi đầu trận đấu với những nâng cấp anh hùng rẻ tiền. Đào hầm có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Mình muốn đi tìm cảm giác mới. Với bốn đợt rôn thì ngại gì mà không thử. Rất nhiều thứ hấp dẫn đất qua tầm mắt. Sau cùng, thứ khiến mình dừng lại là dòng máu thú săn cùng hắc kim bảo hộ. Đứng giữa hai lựa chọn tưởng khó mà lại dễ như vậy. Người ngượng ngợ người là thứ được lấy về. Tổ chọn game khó. Thời gian còn lại không nhiều để xuyên bài. Vệ quân cùng viên tạm thời được mang ra sử dụng. Lũ ngoại đạo nhỏ bé đâu thể làm cản vào lúc này. Sức bền bỉ đến từ Reo đã khiến chúng phải khóc thét. Talon muốn vượt rào ăn kem trước cổng. Nhưng trái tim người con gái ấy lại quá sắt đá. Kế hoạch thất bại, mình có được chiến thắng đầu tiên. Môn lèo cũng được bắt về ngay sau đó. Ba vệ binh được kích hoạt nhờ Cornilla. Để hướng tới bộ Corridon thì lên cấp sớm là điều không nên. Do vậy, thế trận dần đảo ngược. Bù lại, hai trận thua này sẽ giúp việc nhặt đầu trở nên dễ dàng hơn. Giọt nước mắt được hướng về cho hoàng thượng. Bùa xanh tạm thời chưa ghép vì đối thủ còn quá yếu. Một trận thua đẹp giúp mình duy trì ngọn lửa xanh. Nhưng kẻ tiếp theo thì không còn hiền lành như vậy. Nhà có chó lại còn là ngao Tây Tạng. Bùa xanh lắp vội. Dù đã cố gắng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, thất bại nguyên nhà vẫn xảy ra. Sự an ủi duy nhất có lẽ là đặc sản không xuất hiện. Bãi đá lần này còn cho ra thêm một mảnh cung. Cũng may vẫn còn một chiếc găng xoay lại. Gớp bỏ thạch ngay lập tức được tối ưu. Cuộc hội ngộ với đối thủ cũ trở lại ngay đầu vòng 3. Chúng vẫn chỉ là một lũ nhi đồng không hơn. Việc co cụm đội hình giúp cả mấy lệ đá một được 3. Tuy nhiên, Nila cũng không phải dạng vừa. Hồi phục diện rộng không để bất cứ ai phải ra đi. Taron không cưỡng nổi sức hút mà bay ra sau nựng mèo. Kết quả là đánh hội đồng quên luôn đường về. Nâng cấp thứ hai hiện ra với sự bạc bẽo. Băng trộm có lẽ là thứ duy nhất có thể lấy được. Bộ cờ cần được gia tăng sức mạnh vào lúc này. Cục đá cùng với thế chuột đồng thời lên sân ở 6. Thầy tu cũng được thay vào ngay khi xuất hiện. Khung đội hình đã hoàn thiện. Mình cần giúp chúng lớn mạnh hơn khi đang có chuỗi thắng. Lượng tiền nhanh chóng trôi đi. Đi xin xuất được khá nhiều. Mèo hai sao có lẽ đã đủ để dừng lại. Việc rôn quá tay sẽ khiến ngân khố bị phá sản. Bóc họ được dành cho Reo để ra cố hàng thủ. Thế nhưng lượng đồ lần này lại xấu ngoài ý muốn. Trong khi đó, Vi ở phía đối diện lại đang dùng băng vệ sinh là tốt nhất. Việc cầm máu là cực kỳ tốt. Tiềm lực cũng dần được khai phá. Chỉ là con một lèo lại không chơi theo lẽ thường. Những mũi tên tình ái bỏ qua dần dần ở phía trước. Vi dần bị cô lập. Sát thương của lũ đạo trích đâu thể đem ra so sánh lúc này. Ngọn lửa của trích đang dần cháy lên. May thay là không ai cần tới chiếc giáp lưới sau đó. Quyền năng sẽ là món đồ quan trọng dành cho con sen Nila. Reo cũng tự giác hơn phần nào. Nila hai sao là mảnh ghép quan trọng còn lại được hoàn thiện. Việc echo tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn sau đó. Cuộc chiến định mệnh đã nổ ra. Mình phải đối mặt với tịnh thất bồng ly trước bãi quái. Liệu đặc sản có xuất hiện tại đây? Có vẻ hắn ta rất tự tin với đội hình hiện tại khi giữ 50 vàng mà chẳng cần rôn. Nhưng những vị tướng một sao đâu thể chịu nổi mũi tên tình ái. Lee Sin không thể ngăn cản tất cả. Thế chột đã có thể lẹt ra phía sau giở trò. Tình nhân đang dần biến mất. Mất đi nguồn trợ lực đó, lâm giáp ảo của thế tu mù không còn được gia tăng ổn định. Hắn đâu thể một mình cơ tất. Giờ thì ai mới là bãi rác đây? Mình giành được chiến thắng mà chẳng tốn chút quân nào. Mục tiêu mới sẽ là đàn sói hoang. Chiếc cung còn lại đã có thể tối ưu khi kiếm bếp ra. Còn lại là hai cái nịt, nhưng chúng lại chưa bao giờ cần thiết hơn lúc này. Dây khổng lồ và giáp báo đã hoàn thiện. Đội quân như hổ trên cánh, Nila dường như bất tử trong giai đoạn này. Một lèo ăn bám trước khi nào nhàn hạ đến thế. Hội pháp sư là những kẻ tiếp theo phải dọn cức. Liệu số phận có thay đổi khi nâng cấp cuối cùng xuất hiện? Chẳng hiểu game nghĩ gì mà nói ra là con dao. Gia cố cùng tiếp tế thành phần cũng không quá cần thiết. Lượt rôn cũng tới lúc nên dùng đến. Thăng hoa là không thể chối từ. Một sự kết hợp hoàn hảo. Mình tiếp tục reroll những vị tướng đang có. Với lượng máu này thì bạn không nên vội vàng. 50 vàng vẫn là điểm dừng. Mở bát cho đoàn tới là một nhà bắn tỉa. Xe rùa hai sao giúp chúng tự tin chơi bốn sao kích. Một đội hình chẳng thể chê vào đâu khi đã có cả Aphelios. Đây thực sự là đối trọng lớn nhất từ trước đến giờ. Chiếc cung xanh đang khiến hàng thủ nhanh chóng tan vỡ. 15 giây trôi qua cũng là lúc hai bên đều thăng tiến sức mạnh. Rất may Samira lại muốn làm báo thủ. Cô ta dám bước ra khỏi vùng an toàn mà không dùng bao. Phát bắn ấy đã khiến ả phải nhập viện ngay lập tức. Mất đi cả chủ lực, Nila chẳng còn ngán ai. Chuỗi thắng vẫn chưa thể bị chấm dứt. Tiếp tục trích bài cẩn thận. Nhận thấy những kẻ nguy hiểm nhất đều nằm bên phải. Đội hình được tịnh tiến qua mặt ô. Đáng tiếc là mình đã tính sai. Đối thủ lần này lại là Vicutec. Con một lèo đã đứng quá xa với phần còn lại. Lũ sạc kích không thể bẻ gục bởi một thằng mù. Thăng hoa thì họ cũng có. Lớp bảo ảo của Vi ngày càng gia tăng. Sức mạnh của tình nhân lần đầu không thể bắt kịp. Nila đã phải ngã xuống trước tinh viên cộng đồng. Đám lửa chính thức bị dập tắt. Mình sẽ cần thêm cái nịt để hướng tới những món đồ giảm hồi máu. Niềm vui ngoài ý muốn là con một lèo đã đang mang nó. Nhưng trước khi món đồ này được hoàn thiện thì cả đội vẫn phải tập chịu đòn. Một con khỉ ba thì hơi quá sức. Tay ngắn càng nhiều hắn ta càng thích. Chưa kể là chiếc thú tượng đang được phát huy tối đa. Còn ái nữ không hư xa xa chẳng thể mới đến.
kiếm súng liên tục hồi máu cho phía trên, thời gian thăng hoa đã quá trễ, cả đội thăng thiên. Càng buồn hơn là hàng chờ bị kẹt trong khi săn rồng, Nila tạm thời bị bỏ qua, cũng đã báo ơn khi không bị đem bán, nó đã tỏa sáng thành một viên ngọc quý. Những mảnh đồ còn lại cũng rơi ra, quỷ thư đã có, cưỡi quá khổ vẫn được lấy về để ghép Solari, Reo là người tiếp theo hóa vàng. Đây không còn là thời điểm để tiết kiệm nữa, mình cần con bột lèo tiến hóa. Đáng tiếc, con số 8 vẫn đã đẹp dừng tại đây, tạm gác một bên khi lũ trẻ trâu tiến đến. Vego rất thích những đội hình như này, từng cú dập không chật phát nào. Ông nhóm tầm xa giúp con cá chạy khỏi tầm bắn. Tốc đánh từ 6 người binh không hề cảm xúc đấu là bao, 15 giây là quá xa xỉ vào lúc này, chuỗi 4 được tìm trở lại, chỉ là nó có màu xanh. Số máu đang tụt dần về mức nguy hiểm. Lúc này thì dù cho có tăng ra bãi sàn, mình cũng phải có được con bột lèo. Sau cùng, nốt đề vẫn còn chút tác dụng. Quỷ thi lúc này mới được lấy ra. Cấp 7 đồng thời được kích hoạt cùng hệ đấu sĩ. Mình thể đấu với bãi rác năm nào. Không chỉ có riêng mình thăng tiến sức mạnh, hắn ta cũng nhận được ưu đãi không kém. Syndra luôn là vị tướng khắc chế sát thương đơn, quân số đông đảo khiến bột lèo khó mà trổ tài thiện xạ. Sức sống mới càng làm sự việc trở nên tồi tệ. Lúc này chỉ còn trông đợi vào thời gian thăng hoa. Cô gái bắn bi đột tử ngay sau đó. Tuy nhiên người ác lại đang sống thành thơi. Soraka lại không quay kèm cặp. Sự khổng lồ khiến Nila khó mà chịu nổi. Bột lèo còn đang mải chơi với cục cao su. Kết quả ra sao thì chẳng ai cũng biết. 13 máu là con số cuối cùng sau trận đánh. Top 7 còn nguyên. Mình phải đánh cược vào đốt đề lúc này. Với số tiền ít ỏi, Nila không dừng lại ở 8 con. Sức mạnh thực sự giờ mới hiển lộ. Trước khi đến với chiến trường khốc liệt, mình chọn sẵn dây chuyền để chuộc tội trong tương lai. Tội gì ư? Tội sát sinh chứ còn gì nữa. Những kẻ bất hạnh đầu tiên là đồ đặc nhiệm Monkey. Vây ném bốc hơi ngay khi trận chiến bắt đầu. Hàng tay có mỏng giúp thế chột thừa cơ lẻn vào. Cai Sa vì thế mà chạy trốn khỏi vùng an toàn. Điều đó đã phán quyết tương lai của cô ta. Hồng nhan bạc mệnh. À, chúng phải mũi tên thỉnh ái mà ngã xuống. Con khỉ đá cũng chỉ để trưng bày cho vui khi thăng hoa được kích hoạt. AC chạy trời cho khói nắng. Ở lại dọn cước cho hoàng thượng nào. Tiếp đến là thầy ông nội và dàn harem. 6 thành nhân mới được hắn ta chiêu mộ ở cấp độ 9. Khung cảnh khi xưa dường như được lặp lại. Syndra vẫn là một người đàn bà nhiều chuyện. Đủ thứ trên đời đều được cô ta lôi ra. Tuy nhiên với một lẻ 3 sao thì đã khác. Đó không chỉ đơn giản là 2+1. Tốc độ dọn bàn được so sánh với khả năng lật mặt của yếu cũ. Thầy ông nội đã không thể kháng cự. Cô y tá cũng phải bó tay chịu trói. Bãi rác bị thanh tẩy trở lại. Cấp 8 được kích hoạt ngay khi có thể. Midfall tạm thời được sử dụng khi đối thủ vẫn là người chơi FF. Seth luôn sẵn sàng nếu phía bên kia là sát thương vật lý. Lần này thì Reo còn bốc được thêm cả giao điện. Lượng kháng phép bị giảm đi đáng kể. Bão quạ muốn trì hoãn sự tiến công thần tốc nhưng điều đó là bất khả thi. Không ai có thể chống lại sức hút từ hoàng thượng. Ai dù cũng phải dọn cức mà thôi. Về phần còn lại của chiến trường, họ đã để thua trước cái bóng của con sen Nila. Một cú đúp và nó đã kết thúc trận đấu, đánh dấu sự trở lại của một vị vua không ai. Tổng kết: 1. Môn lèo đã trở lại và lợi hại hơn xưa. 2. Thầy ông nội không mạnh như bạn nghĩ. 3. Hãy thả tim để nhận được sủng ái từ quảng thượng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Chúc mọi người mạnh khỏe, leo đánh vui vẻ và thành công. Cuối cùng, mọi người cũng đừng quên để lại cho mình một like, một share và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình.